Xin chào các bạn nha. Cái video này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nhận biết và lấy cái âm thanh từ một cái máy chiếu ra ngoài nha các bạn. Thì các bạn lưu ý là chúng ta muốn lấy âm thanh từ một cái máy chiếu ra ngoài thì cái đầu vào của chúng ta phải sử dụng là cổng HDMI nha các bạn. Còn khi chúng ta lấy tín hiệu vào bằng cổng VGA hoặc là cổng computer này thì không có âm thanh, cổng này nó chỉ truyền hình ảnh thôi. Còn cái cổng HDMI này các bạn thấy này, HDMI này thì mới là cái cổng nó truyền được cả âm thanh và hình ảnh nha các bạn. Đây thì các bạn có thể thấy được rằng là bên hông cái con này này nó có tới ba cái cổng audio lần các bạn, ba cổng audio. Nhưng các bạn phải lưu ý nha, ở đây là hai cổng người ta ghi rất là rõ là audio in 1 và in 2 này, còn ở đây là audio out đấy, thấy không? Audio out ở đây là sử dụng rất 3.5 nha các bạn. Thì thường khi chúng ta lấy âm thanh ra ngoài á, thì chúng ta cần một cái sợi cáp theo cái chuẩn ba ly 3.5 nha các bạn. Thì lỗ này chúng ta sẽ gắn vào cái cổng là audio out này, và hai cái lỗ còn lại thì chúng ta sẽ gắn một cái loa hoặc là cái âm ly của chúng ta nha các bạn. Đây các bạn mua một cái sợi cáp như vậy, nó sẽ có chiều dài là khoảng từ 3m, 5m hoặc 10m nha. Các bạn nhớ là gắn vào cổng audio out nha các bạn. Đó, đây là trên cái dòng máy Hitachi, còn trên dòng Optoma như thế nào tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn luôn. Đây, nếu mà trên máy Optoma thì họ cũng ghi rất là rõ luôn, audio out là cái cổng phía bên dưới nha các bạn, còn phía trên là audio in, thì các bạn lấy từ cổng này ra nha. Các bạn lưu ý là âm thanh các bạn có thể lấy ra khi mà chúng ta sử dụng HDMI đầu vào thì nó mới có âm thanh vào nha các bạn. Các bạn lưu ý nhé, còn hai cái cổng computer in out này nó không có âm thanh. Đó. Và cũng nhiều người chúng ta gắn nhầm cổng cho nó âm thanh không ra. Cổng in và cổng out khác nhau, in là lấy vào còn out lấy ra. Thường thường chúng ta lấy ra là khi chúng ta sử dụng với loa di động. Phần lớn là sử dụng với loa di động hoặc là chúng ta sử dụng với âm ly ở trong cái nhà hàng hoặc quán cà phê nha các bạn. Như vậy video này tôi đã chia sẻ cho các bạn và hướng dẫn các bạn cách rất là nhanh chóng để chúng ta lấy âm thanh từ một cái máy chiếu ra cái loa bên ngoài. Hy vọng video đã giúp ích cho các bạn trong cái việc mà chúng ta đang thắc mắc, với cái việc mà chúng ta phân biệt, nhận biết cái cổng vào, cổng ra và cái cách lấy âm thanh ra bên ngoài. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.